xin chào tất cả các bạn, chúc mừng các bạn đến với chương trình Simple Shoot Trail. Bạn, ngày nay chúng tôi muốn hẹn gặp lại cùng lịch tôn vinh tiết cử trong cả tầm lãng là iOS tập pi chất buồn chất buồn bờ xâm rạp tổ sạp iPhone 5S là bà hai chìa vừa dần trong khói xâm rạp iPhone iOS 2 vì bố thà viên mình ai lang từ vừa dần tập bay cho chia tế cứ việc trầm tập pi chất buồn chất buồn pi này bạn làm bay thuốc ca làm lang vừa dần ý cứ đồ ngạc trời tại miền bay lại khăn thông thông để đôi tay nâng ca làm lang version này tu sắp iPhone ở đây chỉ đại cứ là khăn tí mối tu sắp bỏ lỗ này tờ để miền wifi cứ đồng bày nông lâu nở tập hết iOS đã lỗ này trong download nè hai tí pí từ thmò battery thmò tờ tại miền chẳng tệ đồng phát cứ 20% rồi hai chấm nó chỉ bay nó cứ storage cứ storage này không tu sắp bỏ lỗ này bên hàng hậu nó còn một chi riêng này bạn làm bảy làm lại bạn hãy thứ hai nữa cứ tu sạp iPhone phải trong nước cứ những group đã khai nói cứ những ai làm lại bạn hãy ok những sự tập làm lại nhé bạn đấy cứ chỉ cả phải những sự tập làm lại bạn nhé bạn đấy hãy cứ chia version trong cái sản phẩm iPhone phải iOS đặc biệt chất buồn chất bập bập này chỉ version trong cái ok xuống xin xong để tổng hồi sân bạn đang mấy thuốc ca làm lãng xuống tầm là nó đi đôi tờ tờ bạn chưa làm bốn lộ nạ tờ tờ thuốc ca đang lộ video bốn sân rồi trôi được căn số về app để hỏi xong chuẩn lực biệt đang lộ để install bạn nhé bạn bên nó tu sắp được bốn lộ nạ đang thuốc ca đang lộ nở iOS đọc bí chất buôn cho tầm bơ đã chưa version trong cao này hỏi em lấy cái việc công tác với cả download và hãy không còn lòng biệt download này cứ khi ông thuê cả cắt đuôi có khai vi chân tôi làm bây của mọi người ta là tập ốc này thuê cả đồng chăm dù mà em lấy cái công tác với cả download hỏi cả download cứ việc slide từ lửa lập bươn này internet được bỏ lộ nẹ và lập bươn và internet được bỏ lộ nẹ mình lập bươn lươn được chứ này cả download có bị lươn được tạm lạc đại bạn xâm rạp tí nếch cứ chụp lại về bỏ hai lực chìa đọc mấy tì làm mấy phương cả download cái cụ ấy khi bạn cụ bớt dần đồng áo cứ khi em tay được phương cả upgrade trên này hay được chứ này hay cả upgrade màu bớt dần đọc bí chụp bằng chất bằng bằng cứ mình tùm hôn tổ được chứ này hay còn đẹp ra giờ bị khai đẹp bằng bạn hãy cùng mong bê lưu lòng chấm khi nhau một thuốc cả khá đồng bê cùng mọi khách bê bạn download cứ chụp mình chụp hay cứ nó sao trong ta giả bay pin điện tử bên nó hay là nó sao tầm điện tử bên nó ok liên xuống thuốc cao độ chậm tới tới 30 pin điện tử ok rồi mình cũng bắt đầu chụp làm ok cứ cần download trở bằng chụp hay là cứ viên những thuốc cao preparing to update bạn số một chậm tới
Đây là cái preparing update có bạn chất bình chọn lại đấy bạn đi cứ vừa bạn mà nó chụp lại chất trong cái đôi hỏi hỏi viên là thuê cái update nó bị mất tài chính này bạn. Ok các download là cái preparing của bạn mình chọn lại đấy bạn hay là cứ miễn tại biệt một cái install nào được chứ này xong chuẩn là bị install nào là mình thuê cái install nơi iOS 12.4.7 tạm lòng bạn xong cho tặng hoặc nha. Ok, là việc không chấp nhận verify đồng bày update 2. Ok. Sắp có vừa rồi bắt hỏi hay viên thuê cả update trên trên mà mình tạm lòng bạn đi hỏi mình thả tu xong bao giờ còn không được thuê cả update đồng bày lại tất cả iOS đập bi chất 4 chất 3 bi đã chiều và dần trong cái xong là tu sắp iPhone 5S. Ok, xuống tầm là nó, nếu bị chấp làm lại mọi hỏi. Ok, dưới mùng thuốc cả khá bắt đầu tầm một tiết vô viên này, trời chậm lại, dạ bê dù bình thẳng tiết bạn. Hay là cái update là cái start nó có vì chụp mình chọc thái đá cứ vì lại nó chụp chọc hay bạn đối xa tại vì trở cả là start chẳng đoán hay đối chân này hết từ về đại làm của dân nóng đoán cứ vì đồng rồi cả ở tù xa iPhone nó nóng miên thấp mô chạp đi 20 rồi đang được cái bước của mọi vì còn bông tại đồng hành là vì còn bông tại thuốc cả sạp tại ọt mô nó miền bảy nhà đó mà xin đưa một cái khát bể lì dương để thuê cao đồng chạm mà ấy là ní cứ việc cầm bông để install chip bên chọc là hai đấy zoom thuê cao đồng chạm một tay.
bạn hãy lên nick cái install của bạn mình chọn thay đấy. Ok, lấy cái video một cái máy hả, cái án cứ chịu version là pi chuẩn bình chuẩn bấm bờ bây giờ mới chỗ là cái sẽ thiếu là tôi đã mất chân rồi và bạn cái án cứ Sophia version cứ là pi chuẩn bình chuẩn bấm bờ và ca đồng lãng một căn iOS đọc bí chuyện buôn chuyện bật bờ đại chương bờ dân trong cơ sản đọc iPhone 5S có bạn mà chọn thay lại bạn xuống một con đẹp ở đây đã chẳng lại vì đi đọc mình đọc lại trong cả tham bạn bạn xuống một con xuống chung lý.